Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em giao lưu với mọi người một lô hạnh ha. Lô hạnh gọi là quất nha, rồi tắt đó anh em. Mấy cái này rất là dễ sống anh em, nó đâm chọi trơn nè. Nè anh em thấy ha. Mấy cái này nó đâm chọi trơn nè. Này dễ đẹp ha. Mấy cây này về anh em làm kiển hoặc là lấy trái nước uống nha anh em. Rất ok ha. Rồi này là mã số D1 cho mọi người. D1. Cây này bệ đế cũng đẹp ha. Một cốt ha. Rồi, đâu anh nha. Cái này là gông nha, gông đóng nha mọi người. Mã số D1, hoành nó 27. Chiều cao là 36. Chiều dài cái bầu là 38. Rồi, cây D1 này em giao lưu với mọi người là 700.000, em bao ship toàn quốc. D1 700.000 anh em. Cây hạnh nha anh em. Thôi là rồi cây tắc. Rồi, mã số D2. D2. Anh em chơi bonsai trái rất là đẹp luôn anh em ơi. Cây này nó có bị cái thẹo ở đây nhưng mà nó lành rồi nha. Lành hết rồi. Hoành 22. Chiều cao nó là 41. Đường kính bầu 33. Cây D2 em giao lưu với mọi người 650.000, em bao ship toàn quốc. Rồi 650.000. Này có đâm chồi nè. Đâm chồi hết anh em ơi, rất là dễ sống ha. Anh em này cây này anh em cứ để trong mát ha. Đó, cứ để trong mát, tưới nước, chim gạch lên. Đó, khi nào đâm chồi mạnh anh em trồng là ok à. Nó rất là dễ sống ha. Tiếp theo là cây D3 nha mọi người. Cây hạnh ha, D3. Rồi. Cây này nó có cái đường nứt ở đây ha, nứt cái da đây nè. Đồng nó... nhưng mà nó vẫn kéo sẹo hết rồi nghe anh em. Này nó dễ kéo sẹo lắm. Mã số này là mã số D3. Rồi, hoành luôn. Hoành là 23. Rồi chiều dài đó là chiều cao nó là 55. Đường kính bầu là 35. Rồi mã số D3 em giao lưu với mọi người 650.000, em bao ship toàn quốc. Rồi 650.000 nha. Tiếp theo là D4 nha mọi người. Đây cái này ngay chỗ này nó có cái sẹo ha. Sẹo dưới da. Cái phía này đế nè. Đâu nhưng mà nó kéo bít rồi nè anh em. Nó bị kéo đi. Nó kéo đâu còn cái đây sẹo nào đâu. Nó dễ bị nứt ha. Rất là dễ sống nha anh em. Hoành nó 22. Chiều cao nó là 89. Cái đường kính bầu là 30. Rồi mã số D4 giao lưu với mọi người 650.000, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi 650.000 cho hạnh bành kia anh em ơi. Cây hạnh này rất là lâu lớn nha anh em. D5. Mã số D5. Hoành nó 24. Chiều cao 78. Đường kính bầu 37. Rồi cây D5 này em giao lưu với mọi người 700.000, em bao ship toàn quốc. Rồi D5 700.000 anh em ơi. Tiếp theo là mã D6. Cái này là cái gì? Cưa nó bị tét da ha. Đó, nó đâm chồi nè mọi người. Dễ đâm chồi lắm ha. Rất là dễ sống nha anh em. Về lấy trái ăn anh em ơi. Hoành 20. Làm kiển cũng được nha. Chiều cao là 84. Đường kính bầu là 31. Rồi mã số D6 giao lưu với mọi người 600.000, em bao ship toàn quốc. Rồi 600.000 bao ship. D7. Tiếp theo là D7. Da của nó thì nó dễ bị nứt này nè ha. Nè, nó có mấy đường nứt da nè. Nứt nhưng mà anh em nhìn kỹ nè ha. Nứt nhưng mà nó vẫn kéo sẹo bình thường ha. Nó là vậy đó anh em ơi. Nó vẫn khô lành ha. Đây. Cái chỗ này nó có cái sẹo nha mọi người. Nè, cây đâm chồi ầm ầm luôn nè. Thấy không? Cây đâm chồi. Rất là dễ sống. Hoành nó là 20 rưỡi. Gần 21 á. Chiều cao là 60. Cái đường kính bầu là 36. D7 em giao lưu với mọi người 650.000, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là D8. Cái này lùng lực bonsai nha anh em. Nè ta cục
là gông kia nó đóng ha. Chỗ này nó có sẹo nè, nhưng mà nó lành rồi, không sao. Hoành 25, cao nó là 48, đường kính bầu nó là 33. Rồi mã số này là mã số D8, giao lưu với mọi người 700.000 bao ship toàn quốc. D9. D9. Lô này là lô hạnh nha, đâm trời quá trời luôn nè. Trời nó đâm lên quá trời luôn nè. Cây nó rất là dễ sống rồi nè. Da của nó bị nó hay dễ bị nứt nứt đường này nha. Nứt nhưng mà ở trong đó, nó có kéo sẹo hết trơn nè. Nứt mà nó không có mục nha mọi người, nó không có mục vô thân nha, chỉ nứt cái da nó thôi. Kéo hết trơn nè. Hoành là 25. Cao là 74. Bầu của nó là 38. Rồi mã số D9 em giao lưu với mọi người 650.000 em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã D10. Hoành nó 24. Cao là 73. Đường kính bầu là 34. Rồi cây D10 này em giao lưu với mọi người 700.000 em bao ship toàn quốc. Mấy cây này nó đâm chồi hả mọi người? D11. Đâm chồi nhỏ nhỏ trơn này. Cây bự như này là khá là lâu lớn nha anh em. Hạnh lâu lớn lắm anh em ơi. Này cả 5-6 năm rồi đó. Nó có mấy đường nứt da nè. Nứt da nhưng mà nó không kỳ có anh em. Nha. Bình thường à. Tại cái nứt da là cái lội của nó dễ bị vậy á. Nó kéo sẹo hết trơn, đâu có gì đâu anh em. Đâm chồi nữa nè. Hoành 28. 28 hoành. Cao 59. Kính bầu 36. Rồi đây nó có bị chạy cái đế này miếng nha. Rồi mã số D11 giao lưu cho mọi người 750.000 để bao ship toàn quốc. D12. Cái này giá hơi siêu chút nha. Này đâm chồi mấy cái này nó đâm chồi sống khỏe hết trơn mọi người ơi. Đây cây này nó có bị thẹo ở đây. Nó có bị lụa trong mặt này nha. Đang kéo lại. Hạnh lâu lớn nha mọi người. D12. Hoành nó là 21. Chiều cao là 67. Đường kính bầu 32. Rồi mã D12 em giao lưu với mọi người 600.000 em bao ship toàn quốc. D13. Cái này cái đế nó đẹp nè. Có mấy cọng đế nữa ha. D13 nha mọi người. Rồi, ô hoành luôn. Nè, nó có ở dưới đây nó có một đường sẹo nhẹ nè. Rồi trên đây nè. Đó. Hoành nó là 22. Cao là 97. Đường kính bầu là 39. Rồi D13 em giao lưu với mọi người 600.000 em bao ship toàn quốc. D14. Tiếp theo là D14. Cây này khá khủng rồi nè. Cọng rễ bên đây nó bị hư rồi. Chưa bỏ không? Mã số D14. Hoành nó 23. Chiều cao nó 72. Đường kính bầu là 35. Rồi D14 giao lưu với mọi người 600.000 bao ship toàn quốc. Rồi mã số D14 cũng là mã số cuối cùng của clip. Cảm ơn mọi người đã xem. Mong được sự ủng hộ của mọi người.